Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn đang đến thăm kênh của Ngọc Ánh. Hôm nay mình sẽ thảo luận với các bạn một đề tài: muốn thành công tại Mỹ thì phải hòa hợp với người Mỹ. Mình sau hơn 30 năm sống tại nước Mỹ thì mình quan sát các bạn, thì mình nghĩ là mình thấy kinh nghiệm là những người Việt Nam nào mà hòa nhập với người Mỹ, học cách thành công làm ăn của người Mỹ thì sẽ trở thành phần đông là trở thành rất là giàu có. Giàu có ở đây mình có nghĩa là triệu phú, bạc triệu đô la. Tại sao vậy bạn? Tại vì phần đông những người Việt di cư qua đây thì họ chỉ làm tới mức trung bình 100.000, 200.000 đô la một năm. Những cái buôn bán làm ăn để mà làm tới 500.000, 600.000 đô la là buôn bán bất động sản hay là buôn bán những thương khác, những thành thương mại khác để đưa tới triệu phú, là phần đông là người Mỹ họ làm. Người Việt Nam mình không biết làm. Mình không biết là tại mình không biết, không ai nói cho mình nghe hết. Nếu mình hòa nhập với người Mỹ thì họ sẽ chỉ cho mình. Người Mỹ không có giấu nghề như người Việt Nam, thì mình phải giao tiếp với người Mỹ, phải gia nhập những cái hội thương mại người Mỹ, đi học những cái khóa seminar của người Mỹ để mình học hỏi cách họ làm ăn. Mình nên gia nhập những đội nhóm của người Mỹ, ví dụ Chamber of Commerce của tỉnh, mỗi tỉnh đều có Chamber of Commerce, đó là tụ tập những thương gia, những người có tai tiếng thì họ đều vô hội đó. Tại sao? Tại vì để khuyến khích kinh tế thì và kiếm người tiếp tục bầu cử cho họ, thì những người giỏi là thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, tỉnh trưởng, thống đốc, họ đều vô hội đó hết. Khi hội nhóm gặp nhau thì là sẽ có một người đứng ra thuyết trình cái dự án này, đồ án nọ, rồi cùng nhau qua ly rượu món ăn, thiết lập tình bè bạn. Ví dụ như giờ mình muốn mình có một khách muốn mượn tiền để mua một khu phố 5 triệu đô la. Khi mình đi tới ngân hàng để mình giúp khách mượn tiền thì mình không tới như là một người bình thường. Mình điện thoại trước gặp giám đốc, thì ông giám đốc nghe tên mình là ông biết là mình trong hội nhau, tức là mình quen biết, mình người tin cẩn. Tại khi mà vô hội thì mình ngồi ăn nói chuyện thì mấy ông cũng khôn lắm, mấy ông cũng hỏi tới hỏi lui, hỏi về mình để ông xét đoán coi mình là người có tin cẩn không. Thì ở Mỹ cái người tin cẩn là người rất quan trọng. Bạn học giỏi cách nào, bạn có giàu có cách nào mà bạn không tin cẩn là người ta không chơi, thì không chơi thì người ta không bắt thương mại với bạn. Thì mình điện thoại hỏi ổng là how are you Bill, how are you, I have a customer, can I see you, thì họ có khách thì xin gặp ổng, thì ổng sẽ tới đây gặp thẳng ổng, không qua nhân viên ha, tới gặp thẳng ổng. Rồi mình với người khách trình bày muốn mượn tiền như vậy, buôn bán sẽ lời sao, lỗ bao nhiêu, thâu tiền bao nhiêu, thì mình trình bày ra cho ổng nghe. Như vậy thì là có cái tình quen thuộc các bạn nó dễ dàng. Thì thay vì là mình phải tìm cách nộp đơn làm sao để mà cho cái hồ sơ cho nó vững chãi, thì ổng có cái hồ sơ mình lên trên cái cấp cao, thì ổng có chỉ cho mình ở chỗ này cái điền sao, cái hồ sơ phải làm sao để mình để mình sửa cái này để mình có thể là có nhiều cơ hội thành công. Tại thường thường họ xét theo cái hồ sơ, tùy theo cách nói ha, tùy theo cách trình bày hồ sơ. Nếu trong thì là trong cái cuộc mà ở bạn phải vô Chamber of Commerce một năm có mấy, có 200-300 đô, có bao nhiêu mà họ tổ chức tiệc, mà tiệc họ là ăn rất là ngon, tại vì cái nhà mà nấu ăn đó thì họ cũng muốn nổi tiếng cho mấy những người khách ngon, khách lớn, họ cũng ra họ nấu những món ngon lắm, khi mình tới tiệm ăn cũng không có ha. Tiệc tùng thì bạn vô cái kênh mình bạn coi, bạn vô cái kênh mà bạn vô kênh mình cũng có khi mình đi đi
cái đó như lý tương tác đó, thì mình có để cho bạn coi gặp gỡ những người làm sao. Thứ hai là những cái seminar, những người Mỹ mà họ làm ăn lớn thì họ thích chia sẻ thì họ tổ chức seminar, thì cũng có cái seminar dở, cũng có seminar hay, không phải cái seminar nào cũng hay, không phải seminar cũng là bị dở, nhưng mà mình đi để mình bồi bổ kiến thức. Thì cái tiền đóng seminar có khi nó mời đi có 100 đô, có khi nó mời có khi là 50 đô, có khi nó mời miễn phí để nó buôn bán sản phẩm, nó muốn giới thiệu sản phẩm nào thì không ai thèm tới, thì nó kêu mấy người lớn, người giỏi đó tới làm một bài thuyết trình, thì người ta thấy tên mấy người lớn làm bài thuyết trình thì nó tới người ta nghe. Thì mình đi mình thường nó tổ chức ở trong những cái khách sạn lớn, tại vì cái khách sạn lớn có cái phòng để mà thuyết trình, thì mình đi coi cái đó sẵn, mình đi nghe nó sẵn, mình tham khảo khách sạn luôn. Có khi nó cho ăn, có khi nó không cho ăn, thì mình sau cái học đó mình tham khảo khách sạn, mình coi tiệm ăn nó có ăn ngon này không á, thì đó cũng là buổi tối mà hai vợ chồng cùng đi chơi vui, cùng ăn ngon mà còn được học hỏi thêm. Thì nó nói là mở mang kiến thức của mình, mà nó cũng là kết nối sâu đậm tình chồng vợ ha. Mà nếu mà những người là chưa có vợ, chưa có chồng á, thì tới mấy chỗ đó là cũng là có thể là gặp được người mình vừa ý ha. Có khi là mình không gặp được người vừa ý, nhưng mà mình quen những người đó, khi có khi là những người trong đó họ có anh em gì đó, thì họ hay là bạn bè mà độc thân họ giới thiệu, nó cũng cách để cho những anh em độc thân, mấy anh chị độc thân tới đó mà kiếm người phố ngẫu, mà người là dân làm ăn chứ không phải là dân cả chớn á, thì đó cũng là một cái mình tương tác với người Mỹ. Cái thứ ba là mình phải gia nhập những hội từ thiện, nhất là những hội từ thiện mà tổ chức tại tỉnh của mình. Tại những hội từ thiện tổ chức tại cái tỉnh của mình là thường thường là những ông lớn, những luật sư, những tỉnh trưởng, những phó tỉnh trưởng, những thượng nghị sĩ, họ cũng phải gia nhập. Họ gia nhập đến chim để họ đi làm từ thiện, thì người ta thấy họ làm từ thiện thì người ta mới thích, thì là chị ta mới bầu. Tại ở Mỹ là tùy chức có 2 năm bầu lại, 4 năm bầu lại, tỉnh trưởng cũng vậy á. Nếu mà không đi làm từ thiện thì là người dân nó được không bầu, nó sẽ bầu cho người làm từ thiện, cạnh tranh họ dữ lắm á, thì họ đi bầu từ thiện. Thì họ tổ chức hội từ thiện là có những người có đi từ thiện thiệt, là rảnh rang rồi về hưu, thì họ đi từ thiện thiệt, mình cũng có đi từ thiện vậy ha. Thì Mỹ thì nó không có người nghèo, nhưng mà từ thiện là tới đem quà của tỉnh tới thăm mấy người già neo đơn, Noel thì cho thêm đồ nấu ăn, con gà này cho những cái gia đình đông con mà ít tiền ha. Thì ở Mỹ người nghèo cũng có ha bạn. Thì họ thì vậy mình đi vậy là mình gặp gỡ nhiều, rồi sau khi từ thiện rồi thì mình đi ăn chung với nhau, là mình kết bạn với nhau. Anh chị em nào đó là ở Mỹ cô đơn không có đâu bạn. Người Mỹ á, nó rất là thân thiện, nhưng mà nó không có đi bước tới trước, tại nó thấy người Việt Nam này nó sợ, nó không biết là mình nhân quá là sao này kia, nó sợ nó ngại, thì là mình phải bước tới, mình mới tự mình bước tới trước, mình đưa tay trước cho họ bắt thì họ sẽ bắt tay, rồi mình sẽ làm bạn. Và người Mỹ là bạn với Mỹ á, là nó vui lắm, nó không có xúi mình tầm bậy nha, mà nó chỉ nói cho biết ở cái này làm ăn vậy mà tao không có chắc, mình cứ thử đi ha, thì chứ không xúi mình tầm bậy, mà nó đề nghị mình làm ăn mà mình không thích thì thôi, nó cũng không có giận hờn, nó không có mượn tiền, nó cần tiền thì nó ra ngân hàng, nó cần tiền nó có thẻ tín dụng, nó không có mượn tiền của mình. Thì ra chơi người Mỹ rất là dễ thương, mà không có sợ bị người ta xin mượn tiền này kia, mà có khi nào mà mình đau ốm gì này kia là điện thoại tới là họ sẽ giúp đỡ mình tìm bác sĩ cho giỏi vậy. Mình nói là nếu mà mình muốn giải phẫu chân thì mình hỏi được bạn bè bác sĩ. Bây giờ nó lại cắt cỏ, bây giờ xin cứu ha, làm sao mình tiếp okay. Thì bạn làm tương tác cái nói như vậy đó, thì mình sẽ gặp gỡ được nhiều người Mỹ, tạo ra cái hòa hợp với người Mỹ vui lắm hả bạn. Khi nào bạn được người Mỹ là người Mỹ rất là bạn, rất là trung thành mà dễ thương lắm. Xin chào các bạn, hẹn gặp bạn cái video sau, bye bye.